Vị Tết cổ truyền luôn chứa đựng ý nghĩa nguồn cội thiêng liêng, là điểm tựa tinh thần ấm áp đối với mọi người. Với những người con Việt Nam, dù đang ở xa quê hương hay may mắn được trở về sau thời gian xa cách, thì Tết lại càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về Tết của những chiến sĩ mũ nổi xanh quê ở Phú Thọ đã và đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Vượt khoảng cách địa lý hàng chục nghìn km, Tết năm nay, Trung úy Nguyễn Minh Tuấn được về đón Tết cổ truyền cùng gia đình sau quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại khu vực ABA châu Phi. Dâng nén hương thơm với tấm lòng thành kính lên ông bà tổ tiên, tự tay chuẩn bị những món ăn để quây quần bên bố mẹ vợ con ngày Tết khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Hương vị Tết quê nhà sẽ được mang theo hành trình của người lính trẻ khi quay trở lại thực hiện nhiệm vụ tại vùng đất châu Phi. Tôi mong muốn có quãng thời gian đón Tết vui vẻ bên gia đình sau khi trở lại phái bộ thực hiện nhiệm vụ. Thì đấy là động lực để tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau một quãng thời gian mà chồng công tác bên đấy hoàn thành được những nhiệm vụ được giao thì tôi cũng yên tâm hơn rất là nhiều. Những cái khoảng thời gian mà vợ chồng có thể liên lạc được với nhau thì cũng cố gắng là động viên chồng là thôi yên tâm, ở nhà thì đã có vợ để chăm sóc con cái rồi thì anh cứ yên tâm công tác. Tại xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, có 3 công dân đang phục vụ trong quân ngũ, đang vinh dự được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Do yêu cầu nhiệm vụ, không phải ai cũng được về đón Tết cùng gia đình. Trong mỗi gia đình quân nhân, niềm vui vẫn luôn hiện hữu bởi niềm tự hào khi con em mình được khoác lên mình màu áo gìn giữ hòa bình, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Thế năm nay thì cũng vậy, thì thôi cháu cũng không được ở nhà ăn Tết cùng gia đình. Thì bà cụ là bà nội và bố mẹ thì cũng rất nhớ, nhưng mà thôi tất cả gia đình nhiều lúc cũng phải động viên nhau và thôi cho cũng động viên cháu, điện thoại cho cháu là bảo thôi con cố hoàn thành nhiệm vụ. Dù xa tổ quốc hơn chục nghìn km nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy được hương vị Tết quê nhà, được đón Tết cổ truyền đầm ấm bên đồng chí đồng đội. Trong điều kiện công tác còn nhiều vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và xin hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng quân đội tin tưởng giao phó, góp phần mang lại hòa bình và cuộc sống tốt đẹp hơn tới hàng triệu người dân ở những quốc gia còn chìm đắm trong xung đột. Thêm một năm lỡ hẹn với Tết quê nhà, nhưng với những người chiến sĩ mũ nổi xanh tại ABA, Tết vẫn trọn vẹn ý nghĩa đoàn viên bên đồng chí đồng đội. Cách quê hương hàng ngàn vạn dặm, những chiến sĩ mũ nổi xanh của Việt Nam đang tiếp tục bám trụ với mảnh đất đầy nắng gió khắc nghiệt để mang lại cho người dân địa phương hòa bình, hy vọng và cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn.